$10 for some cents going back to your Visa card, okay? Thiện đã đổi xong rồi, rất là dễ luôn. Hôm nay thì Thiện chia sẻ mua hàng mà ở Mỹ được đổi về return trong vòng 30 ngày, thật sự là mình rất là thích luôn. Bất kể cái sản phẩm mình mua tại Mỹ, chưa kể cái bay, máy rồi, các đồ dùng vật dụng gia đình rồi, đó mình không thích thì trong vòng 30 ngày mình gửi cái receipt vào, thì họ sẽ hỏi mình đó là cái sản phẩm này có vấn đề gì hay không mà muốn đổi. Thì mình chỉ nói là tao cứ nghĩ là cái máy này nó sợ pin, mình mua về thì thấy cắm điện cho nên nó là mình không có ưng cái bụng cho lắm, cho nên mình quyết định mình đổi cái máy này và họ sẽ return cái số tiền này lại vào trong thẻ của mình. Bây giờ thì sẽ mặc cái nhà.